với người lớn tiên thay mặt tất cả để bảo vệ của những cơ sở mai tái chạy hợp thành lập. Xin dạy vì lời chúc sức khỏe là chào trân trọng nhất à. Với người người mới hợp chào thay trong giấy cổ tạm để kiếp người dùng chứng nghĩa trò là kiếp người sanh lão bệnh tử là lý đó thôi, người không ai chết tử. Đây của ông mãi kiếp học trần vô chứng với gót gì làm cho chứng Phật sự chấp thị cho đâm. Anh em chúng cháu đến đây chứa thành tâm mình để chia buồn cùng cho đâm cho biến. Sau đó anh em có những tiết mục như sau. Phần 1 thở địa khám quen. Phần 2 chiếc tướng sáu lần. Phần 3 tình hiện đại hóa trạng yếu tinh. Trong lúc chúng cháu làm dụng cái đường chi sức sức, mong gia đình niệm tình tha thứ bỏ lỗi cho. Với chương trình chúng cháu xin phép được bắt đầu. Hôm nay được ngày thuyết dịch lúc thời Tiểu phu gia nhập với thần lộn nghe tài tụ tốc lập tức xuống diện liệt khám quay và lúc tụ ta phần bộ quân thần tự địa cha ba. Thank you.
Xin mời gia đình cô cháu lên lại trong lòng là cuối liền.